chào quý vị và các bạn. Hôm nay Nấu Ăn Cùng Lan xin chia sẻ đến quý vị và các bạn món thịt bò xào bông Thiên Lý. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn nấu ăn cùng Lan nhé. Nguyên liệu chúng ta hôm nay gồm có 300g thịt bò, 200g bông Thiên Lý, một ít hành tỏi băm nhuyễn, gia vị gồm có dầu ăn, nước tương, hạt nêm và tiêu các bạn. Bây giờ mình ướp sơ thịt bò rồi mình hẳn đi xào nha các bạn. Mình cho vào đây một muỗng nhỏ cà phê hạt nêm, một ít tiêu và một ít nước tương. Mình trộn đều hỗn hợp lên cho thấm gia vị. Mình để cho thịt bò thấm khoảng 10 phút á, rồi mình hãy đi xào nha các bạn. Bây giờ mình tiến hành mình đi xào thịt bò bông Thiên Lý nha các bạn. Mình cho vào đây một ít dầu ăn. Dầu nóng rồi nè, mình cho hết hành tỏi băm nhuyễn vào. Hành tỏi của mình cũng đã vàng đã thơm rồi, mình cho hết thịt bò đã ướp vào nha. Mình xào dễ lớn nha các bạn. Mình không phải nêm nếm gì nữa nha các bạn, bởi vì mình ướp thịt bò đã vừa rồi đó. Bông Thiên Lý á, các bạn mua về các bạn rửa sạch và cái nào có cuốn á, các bạn lặt sơ bỏ đó nha. Rồi mình rửa sạch. Bây giờ thịt bò của mình nè cũng đã được rồi nè. Mình cho bông Thiên Lý vào mình xào chung nha. Bây giờ các bạn nêm nếm lại cho vừa với khẩu vị nha các bạn. Bông Thiên Lý này nó cũng nhanh chín lắm các bạn. Rồi tiếp theo á, mình đem vào đây một ít tiêu và mình tắt bếp. Vậy là món thịt bò xào bông Thiên Lý của mình đã xong. Các bạn yêu mến Lan, bấm đăng ký kênh để ủng hộ Lan, để Lan có động lực làm tiếp những video tiếp theo gửi đến quý vị và các bạn trong tương lai. Chúc quý vị và các bạn ngon miệng. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau. Xin cảm ơn.